Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đèn LED nội thất trong ô tô điều khiển bằng app và cho hệ iOS và Android đều có thể sử dụng được. Như nhiệt độ của nó từ chịu được từ âm 20 độ C đến 60 độ C này. Nguồn điện là 12V này. Đây, nó có các ánh sáng như này. Nó điều khiển được đấy. Các cái ánh sáng của nó này, từ nhỏ đến to này, và có thể điều khiển theo nhạc này. Có chế độ mặt trăng, mặt trời và điều khiển qua Bluetooth. Vâng, và người ta yêu cầu là tránh va đập mạnh. Và con người có thể sử dụng qua app. Đây là em chỉ giải thích sơ qua. Đây là tổng quan của chiếc vỏ hộp. Đây ạ. Đây, đây là người ta yêu cầu là cái app này. Sau đó sử dụng này. Đây, các cái app mở của nó. Đây, trong bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm là một cái cục điều chỉnh chính qua app. Đây, mỗi bộ tất cả là anh em đều nhớ là tải cái app này về thì sẽ điều chỉnh được nhé. Các cái rắc lối thì người ta đã đi sẵn hết cho mình rồi. Đây là các cái đầu rắc, anh em về chỉ việc cắm vào là xong. Đây là led xung quanh. Và đây là cái bên viền. Đây ạ. Người ta có 64 màu này. Đây ạ, 64 màu. Sử dụng cho iOS và Android. Đây. Người ta tức là hướng dẫn rất là chi tiết. Các cái ống này, cái làn đây, anh em nhớ nhé, cho cái đầu này vào này. Đấy, đầu này vào là đầu vào cái ống này đấy. Đây, người ta hướng dẫn rất chi tiết cụ thể thôi. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp.